Đức Thầy vô danh thị tặng quý con qua bài Tâm em ở đâu, bài 1. Tâm em giờ nó ở đâu, hay là tâm vây sao trời hỏi tâm. Thiên sơn và hai em tâm, không tâm được nó tu tâm sai nghề. Bao đời không đắc thành kỳ, bởi tâm vạn ly em thì chưa thành. Đạo tu tâm được tâm thành, tu tâm đắc đạo ai tranh danh hề. Em theo tôn giáo tu cao danh sư và cao phàm danh thi. Em không tu tìm được chân tâm khai thánh trị tâm hồn. Trời hỏi đạo giảng sư và hỏi thiên hạ có chân hồn. Trong tâm có hay cửa càng không đóng mở, và có sáu đường trời có tự thở em chưa sinh. Cõi thiên đàng cho tới thế giới đa tình, ai cũng có trên mình cái tâm vô thường làm cho. Thời lăng qua hay thời kim, trong nhân tài phong thủ đều có đem theo cái tâm gọi là trời thiên. Thiên thư ở trong ký ức, em tu không qua được hai trời này, thiên chức cho nó kế tâm. Em luyện thần thông hay võ đạo ở gần lòng, chí và tệ như hai dòng trời không và trời con. Chẳng chu kỳ nào có lực thiên hà, làm ra mây mưa và thần gió. Còn em đắc tăng trời, thằng thần nó cũng vậy đến vạn sư. Nên nhà nào đắc thanh tâm ở này, họ cũng liền tánh chân như. Vạn đời em có về đâu, cái tâm ăn kỳ màu dẫn theo. Dù em vượt núi qua đèo, thiên đàng địa ngục trời theo ta lòng. Chừng nào thu xa hương hồng, chinh đem là chú nhân ông nhân bằng. Tại sao tu đáo tâm ta là tâm tâm có thiên hạ trong em. Vậy em tu hiểu đạo khi tim em tu không bớt không thèm không thèm chí già. Để cho trời trong em nó hiện ra thiên hạ của em trời. Nâng nhà đạo tu ngộ chánh tâm mà bớ dừng lòng. Bất thiên mọi cái tâm đi vào thiên đạo, tâm có đạo rồi ngộ xong là tâm đa giáo đa danh. Chí vô tư là chỉ ý chỉ của đạo sĩ tu hành, không tranh bá công danh mà để chim tu hành chăng thiện mì.
còn đời sống tụ tại gia đền dáng tình thân ích kỷ giúp cho tân có mây mưa xả thế chi của ta thiên đạo chỉ sơ còn vô cực ca đạo lại tông mờ người mở lục tâm thông còn nhìn trời không có hết nên đạo tu làm tròn không thể nhiễm tỳ vết mờ luôn an đã không làm hiển làm rồi lại tập quên đi không mang nó vào cái ai vi là thiện gia ta có còn tài cao thì thiên tài không bày ra ngoan đạo ban cái ta trời như bỏ con gạo với túi gần chỉ biết tu làm theo ý trời cho phụ chính đạo của thiên hạ cao tới hư vô và đạo không minh nên không thao tài thao thức thao binh trời bằng là để dạy mình ngộ công là cuộc hành trình ai cao kinh lòng tự nó thông minh trời chẳng nó không khi đắc kỳ lộng cho dù tâm thiện em đắc lục thông làm yên sơ học trời lòng làm an tánh Phật tha lòng không đem lục hành ba chú trời trong kính bạn đức thầy vô danh thầy đức thầy vô danh thầy tặng với con qua bài tâm em ở đâu bài hai xưa nay kẻ sĩ đi tu không tưởng cay đau sinh thù tâm hồn làm thêm rối chi càng công tạo âm thanh sắc quen hồn nhau qua cả mẹ một lứa dân gian cho là ca sắc nước ta đồng lành làm theo sanh pháp âm thanh tạo chuông để thức mơ dành để vang cái đạo trời là tột đánh cao sang đến thần tiên Phật và hàng thiên tử còn giải giáp về tu và đẩy cầu cái đạo ở không trời cho phạm thiên đạo cao siêu cho tới tộc ra đánh lại thông lần để dân dạy cái thiên Phật chân trời không kiêu ngạo trời còn thiên mà tài đạo còn ta đạo ấn danh quậy sĩ phu ai dám nói đã được chọn lành ai dám xanh cái vô danh của trời thanh không đạo bậc học thiếu sinh tu hành không sanh lòng dục háo làm sai đường tu chân đạo của trời không lời nói trời thiên không là để cảnh tấn người tu đạo không có chữ tu luyện là tùy thời tu biến dịch không cứng như đồng cũng không cứng tu tốt suy âm
mà tu tâm tin tự lực vô vạn năng. Còn trời khai trí tuệ do tiềm năng của người tu hành nhân trí đạo. Từ một thứ có thời gian thì không gian nó lại đau. Đạo vô thượng trời đó ông bà đạo lễ cử học kia nhanh, để đắc đạo cho những ai có lòng hành đạo chi danh. Trời chẩn tu di kê sĩ ngay lòng, mở cơ tham thiền qua đắc lục thông. Trời thì cơ bản thiên lòng, trời cho màu nhiễm thiên đồng. Ở nơi không trời cho hữu cơ thông, trời dạy hư vô hư hữu đại vương. Mây mưa tan rồi trời lại nghỉ ngơi, ở đâu cũng có không trời, ở đâu cũng hữu thiên thần. Cao kinh tâm thiền không dám nói trời. Học đạo cao kinh dần đến cõi trời, giáng trời thăng tông bằng già ba cái. Cõi không trời kia để thao gỡ cho cả thiên. Kinh có học mà cái không kia chưa giải ngộ, nên chưa tá lòng trời ai thắng số cho ai. Cho dù em đạo rồi về ở cõi thiên thai, còn cái sổ học ở ngoài cái thiên thai trên đó. Hiểu biết đến đây lòng thằng tiên mở ngộ, làm cho nhỏ cái chuyện ta để không làm con đơn thiên hạ. Giữa thiên danh là làm nhỏ quạt tim mong. Khi tim đắc Phật anh như là thằng đồng bé bé, họ không thể không giống hành màu xanh nhẹ nhẹ giống như nhau. Bắt đầu có trí tệ cao sao lại chọn đạo Nam Tạo. Đạo có lễ cử để Phật dễ nhân tiền đôi thế. Trời còn học không ta thì ta nào dám vô lễ. Không thể tu cao đạo trời rồi là ma bể đạo hư không. Vậy thiên hạ tu tâm, còn vậy tâm ta tu đắc cửa tâm lòng. Em đến hư không thì tỏ tâm trời, không dân tư nào duyên tá thiên ngôn. Quỳ trong tâm đó không lời, quỳ trong thiên đó không lời. Lấy chi để bằng không dám nói trời. Em đến hư không, không sắc không màu, lấy trì về hình trời đó chi dâu. Tiền sử chỉ biết lấy chào, thằng tiền chỉ biết cúi chào. Có cái không trời chỉ dạy cho nhau. Kính bạch Đức Thầy vô danh Thầy. Đức Thầy vô danh Thầy tặng quý con qua bài Tâm Em Ở Đâu bài 3. Em hỏi tâm đâu ngồi đó nguyện cầu, xi măng tô màu ai có tâm đâu.
Tại sao tu đạo coi trời, tại sao tu Phật coi trời? Cái tâm mê muội em hỏi tâm đâu? Phật chỉ huệ năng công dày tâm thiền, tam quy mạnh kỳ ngũ giáo quy tiên. Từ khi y bác thật truyền là cơ, vạn vật đông thiền Thích Ca ngưng kiền, ngưng pháp trừ tiền. Phật tổ Như Lai không cho Phật Thích Ca và Phật A Di Đà truyền qua y bát, cũng không được truyền qua chánh pháp và của thiền hạ. Phật Thích Ca tăng kiết thành lục tổ huệ năng, thâu bảo hòa phá về nhà. Từ đó lục tổ huệ năng không truyền qua kinh lộ, là làm theo lòng trời Phật kim an tổ mãn thiên cơ. Thằng tú thua thi bài tạo chuông mỏ văn thơ, sửa kinh pháp rồi làm theo hữu vị sắc tương. Từ đó chân pháp trời thâu hòa hầu về vô tướng, nên huệ năng là Phật Thích Đa Ca xuống thâu hòa về chân pháp. Mà thời gian ngàn năm sau cho Phật chỉ A Lạp thiên hành, không tranh bá hạng gia thầy hạ đạo. Thằng tú không đắc tâm đạo là trời, làm sai đạo kỳ tâm. Lấy các kinh không đắc đạo kia để thị chủng chúng sanh, rồi tạo động sanh mà lập thành chống chuông càng mò. Trời Phật không tên thằng tú dễ hình hài, đặt tên của họ danh Phật này, và trời có các danh thiên. Đạo do trong mà sinh rồi đạo dân ở kinh, và đạo cả trời thiên. Tâm tu ở đâu thì đạo không thành, rắn không dung rộng không thể dương sanh. Về chẳng cho rắn tu hành, về ra muôn vàng không lành. Theo tu tu hoài không thấy tiềm sanh. Phật tu khác xa Phật Thích thiên hạ, hai thiên gần gần thiên lý khác xa. Thần châu từ rắn tu tà, dần Như Lai phá ta bà. Giữa rắn và rồng hai tổ khác xa. Ngọc rắn mô ni châu không thể thành rồng, thần thông quảng đại nên răng nó vào phá. Phật tổ Như Lai tự thở thi tài. Hòa nhẫn tổ sơ hiểu cơ thiên, mới sắp và cả thiên tài. Ngài biết Phật Thích Ca Như Lai vào lục tổ, nên e đem y bát này trả lại kim cổ của Như Lai. Còn cơ trời Ngài biết ngọc răng xuống đầu thai, để tranh chí tăng tài với Như Lai đàn chì. Chỉ có đem ra cơ thi mới tìm ai là người cao quý, và cũng làm theo thiện ý tinh.
thiên hàng. Tổ đem tu tình của dạy sao xuống trần Phật của cõi ta bà. Dương Phật Thích Ca thâu về thì âm ma tu tạo ra y bát già. Cây Phật cả Phật này mất cây cao quý của thiên sơn. Chùa đền của Phật biến thành quốc danh, thành đạo bán Phật bán trời. Đạo chi đó mà còn tranh lời kinh ta tôn giáo pháp. Tu còn nghe như là lai tạo âm sinh tài sắc bán nạp. Nên trời phán xét cơ này cho ta mà giao nó về hưu. Trong Phật như giá tràng tu không đắc tâm thanh là kia tạo cho tham giáo mây mù. Tổ tình đem xuống hằng hà là do thằng tu ta mà đổi kinh. Tạo ra thằng tướng âm binh là ngày đem lại cung tu tinh năm thằng. Không người nào đắc kim thân ban hình thầy tô ban bằng chân như đào chi thương mãi bán trời tâm đâu xa lại tuyệt vời Thích Ca. Kính mời Đức Thầy vô gia đình. Đức Thầy vô danh thầy tặng các con qua bài Tâm Em Ở Đâu bài 4. Từ khi thằng tu chân chùa chân luôn làm tô thiếu của ba già. Quê nắng truyền xuống Nam Hà Bắc Phương từ đó sanh ra tu thiền. Các bà vô hậu đối thiền âm sinh đệ đạo dương thiền như lai. Âm dương đạo vô làm sai làm cho chánh pháp như lại thật truyền. Chánh pháp như lai thất chuyển từ thời trời sinh thằng tu. Và dương đạo của bất thiền thiền cơ và võ hậu tranh trời. Khai Phật và đạo của Bắc Phương từ đó mặt thiên thời. Cái còn đó là cái hình thô sắc tượng, còn đạo chân truyền ở trời đã Bắc Ca Lăng quyền cơ. Âm đem trí sĩ mưu sâu cướp dương đạo của trời trời, còn Phật tổ nó cũng giả tra hình thành âm thanh sắc tường. Đạo Bắc Phương mắt trời còn đâu vô thường, còn Phật Bắc Ca Phương bán tổ thầy như là lai ảnh tướng. Tâm tất cả Phật bao giờ từ đó Bắc Phương đổi âm cơ thay trời cờ đổi lý tri tu tinh xuống đầy trời thao âm kỳ đấu tranh tạo ra thời thương mãi và võ cử tranh giành nên quân Bắc tu không thành tiên cao cả. Vì tu tinh dân bảy tình mây che trời trong thiên hạ. Nước mắt vua rồi và mắt trời ở bình dân. Còn đạo mắt chân pháp tiên thiên rồi thiên hạ học
kiều sa. Tâm ở đâu tâm mất ngôi trời, tu tình tranh quyền tranh bá tranh ngôi. Trời trong phương bắc không trời, Phật trong phương bắc mặt thời. Đêm ban câu thầy tôn kính đêm trời. Đào ở bắc phương không có ai trời, cũng không có người nhân thánh cao ngôn. Tà tình xuống chiếm mai trời, tài tranh đi cướp thiên thời. Thánh nhân không làm tranh bá ta ngồi. Cái tâm dương linh họ mất đi, cái vô hình chi bảo. Các cái đồ nhai của bắc phương cổ xưa, nó không phải đạo ai trời. Phật nhai bác cả xa, để mê hoặc ca người đạo người đời. Các loại hàng nhái trời và nhái Như Lai chi tệ, không thể đắp bù vào những việc cái thế cái thiên. Thật chăng tu nhìn đồ nhái nó thật vô duyên, y bác giả gia truyền của tiên thần tu. Nên tu sĩ đắp mê đồ nhái này thành tu hú, có rong trong kiều có Phật tổ nói các thứ giả bình quyền. Thời kỳ bà gió tắc thiên làm vua, nước cả nó thật chẳng quyền. Các nhà tiên đạo thâu thiên không kiềm cho âm khí, lại trở về trời không phù kỷ ở các ca cửa bất tiên. Nên Phật tổ sai Huệ Năng qua dạy đạo Nam Tiên, để tạm gọi giữ yên cái thiên cơ nhà Phật Pháp. Và chờ Phật tương lai thông ra thiền y bác, chỉ truyền thừa để tiếp Phật ca giao học thiên cơ. Các pháp vô vi của Huệ Năng là sơ phát của tam thường. Trời đổi qua âm bà dọ ra đời, mặt phương đôi trời không phải để chơi. Quỷ cơ âm khí ra đời, đạo thiên đổi địa chi thời. Nên bà hay trời qua đôi thiên ngôi. Phật cũng đôi cơ thần tụ ra đời, tranh Phật tranh chùa xưng bá tam ngôi. Đôi kinh đôi pháp của trời, đôi dương âm đó trong trời. Bắc phương quy thần làm mắt thiên ngôi. Kính bạch Đức Thầy Vô Danh Thị. Đức Thầy Vô Danh Thị tặng quý con qua bài Tâm Em Ở Đâu, bài 5. Bắc phương âm khí lạc trời, chân tâm Phật nói. Trời dời qua nam, sáu tiên xuống giá người Phật. Kỳ ba Phật giáo vào Nam Thiên Hà, sao thầy từ đó đăng kho. Gia cùng gia dốt dạy ra tam thường, chỉ cho thiên số năm cơ. Tu hành Phật đạo rồi chờ thiên khai.
Làm sao vậy Bồ Tát tiên đem mối diện của Như Lai Phật Tổ vào miền Nam nước Việt Nam để chánh phổ ta bàn. Phật pháp của Huệ Năng truyền qua Nam học tổ sở thiên hạ, nên các vị tu sĩ qua tu nhà Miên Đế Thiên Đế thích cái Phật và đạo ở năm trời, nó khai chỗ kỳ tâm là nhờ Huệ Năng y bác Phật mang vào Nam, nên chánh khi đó gieo sống lòng thiền tông đặc biệt. Còn sao thiền sư xuống dạy cho ngư tiều canh cử minh triết trồng trong Phật nhà Nam để giữ bầu trời tăng thiết. Bắc phương họ là mắt trái dương đạo dự tiên thiên vào Nam trời chỗ cao đài, đem dương đảo của trời thiên thai dạy cho người nước Việt để báo hiệu trời Nam Hạ tiếng Phật ca thanh đáo lai, lập lại đảo tiên thiên hạ đồ và lập tăng Phật tương lai, nâng đạo giáo khắp trần ai về dạy ai người hồn Việt. Còn thằng tô bắt khuôn ghen à hồng với Huệ Năng y bác dạy môn đồ vào năm trời trần tôn hoa giáo năm ca, những người theo tô theo bắc phương đó tránh tranh ma. Từ khi bắt mắt chân truyền song qua thành tu lăng quyền thiên cơ, diệu binh mãi ma tấn cờ xâm lăng các sư biên bờ núi sông. Phật tâm đâu có tranh công, bắc phương không Phật tham lòng tham danh, rồi đây thiên số không thành khi kia quân khí không thành thiện cơ. Từ đó thằng tu sinh ra tà linh và sanh ra tôn giáo chiến, còn âm cơ của bà võ tắc thiền bắc gia họ tranh biển đảo khắp ta bà. Chờ tin đạo của thằng tiên bắc gia họ tắc tin giữa thiên hạ, trời họ cũng đến đâu tiên gia nhà đi chống sạch âm ra đời dưỡng quy ẩn thiên cơ. Miệng âm họ làm mưa làm gió lập lò, hỏi nhân sĩ của họ lòng tông no già lắm nhà, vì họ lạnh lùng chi nên làm mắt tính nhận phương vị ai chồng già tin mắt cào nguy bắc thiên hà. À cháu nhân sĩ đi suối dục dòng mà nam và đã phá tu sĩ nam nhà, vì họ sợ tiên gia nhà nam có y có bắc lại có Như Lai thiền truyền thừa cho chánh ma pháp mang bao. Đêm y và bác này để tại nước Nam ta
bao thiên ngoại tôn giáo thiên nhà Nam và Bảo Nam thành anh cả. Tới đó thành tôn mắt thời cơ và là cờ dần trong thiên hạ. Họ sợ sự mắt trắng này mà muốn thăng biển trời Nam. Vậy tu sĩ và nghĩa phu trời Nam ta thi ai thân với ai phạm. Tam em giờ nó ở đâu, theo ta theo chánh hay chầu Như Lai? Tại sao Di Lặc trời say, Viên Kinh trị do Nam ai Nam trời? Về tu tâm pháp tâm trời, Phật Di Lặc chánh thiên thời quốc gia. Người tu theo đức Thích Ca, lượng tri Nam quốc Di Đà tái sinh. Kính bạn đức thầy vô danh thầy.